Thu Quyên mến chào cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Vừa qua kênh có nhận được một số điện thoại liên hệ về kênh. Chú có chia sẻ về một hoàn cảnh mà chú tình cờ biết được. Mình nghĩ là chú biết được trên Facebook bởi vì chú có chụp màn hình những cái hình ảnh của hoàn cảnh này. Là chú có chia sẻ là đây là một hoàn cảnh mà rất là khó khăn và mình thấy là GoFood có thể là giúp đỡ được nên là mong GoFood có thể giúp đỡ cho hoàn cảnh đấy. Thì Thu Quyên cũng đã liên hệ với số điện thoại trên và gặp được bạn gái và được nghe câu chuyện buồn, khá là buồn bởi vì là nếu mà không có sự cố này xảy ra thì 1 tháng nữa thì hai anh chị đã tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà đây là một cái biến cố xảy ra rất là đột ngột và sau cái biến cố đấy thì cuộc sống của anh chị và gia đình hai bên thì đã thay đổi rất là nhiều và Thu Quyên chắc sẽ để cho chị Thủy chia sẻ câu chuyện này đến với mọi người. Bây giờ sẽ mời cô chú anh chị cùng con đến với Long An. Dạ thưa cô chú anh chị, hiện tại Thu Quyên đang ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đường đến đây thì cũng hơi khó để đi và tụi con đã phải đi qua cái đường ruộng ở trên kia. Và cái đường ruộng này nó chỉ vừa đủ cho một cái xe máy đi thôi, mà cái xe con thì lúc nãy đi thì xém ngã mấy lần rồi, nhưng mà cũng may là đi vào đây không bị sao cả. Cái không gian ở nhà của anh Danh thì nó khá là thoáng mát, như Thu Yên thấy là ở bên đây là cũng có bờ có ruộng đồ. Chị cũng chia sẻ là 3 ngày sẽ để anh ở phía ngoài, bây giờ là trời mưa hay nắng quá thì cho anh vào trong cho mát một xí. Khi mà Thu Yên gặp nghe chị Thủy kể trong điện thoại á thì mình rất là xúc động khi mà mình thấy nhiều cặp yêu nhau rồi quen nhau trải qua rất là nhiều sóng gió, người ta họ đến được với nhau và có một gia đình trọn vẹn, nhưng mà anh chị thì lại không may mắn được như vậy. Khi mà sắp sắp đến ngày tổ chức đám cưới thì anh lại bị tai nạn và tất cả các dự định của anh chị thì phải tạm dừng lại và anh đã không còn khỏe mạnh như người ta nữa, mà bây giờ là nằm một chỗ. Và sau khi mà trải qua rất là nhiều sóng gió vay mượn lo cho anh thì kinh tế gia đình cũng đang là khó khăn, thì cũng chính vì vậy mà đã chia sẻ lên Facebook để nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ. Thì cũng nhờ cái cơ duyên đó mà Thu Yên biết đến hoàn cảnh của anh chị và Thu Yên đến thăm. Thì chắc là Thu Yên sẽ đi vào để gặp chị Thủy. Mọi người cùng con vào gặp chị ấy và nghe câu chuyện của anh gia đình hôm nay nhé. Lúc nãy thì Thu Quyên có vào tránh mưa và để xe cất rồi, còn bây giờ thì chắc để vào nói chuyện với anh chị rõ hơn. Chị có cần em phụ gì không ạ? Thu Quyên cũng giới thiệu với cô chú anh chị, đây là anh Danh. Anh Danh năm nay là 35 tuổi rồi và đây là chị Thủy. Chị Thủy bạn gái của anh và trước thì Thu Quyên cũng có nói chuyện với chị. Chị em mình ra góc này nói chuyện cho nó tiện nghe chị ha. Em mời chị qua đây. Chị Thủy, khi lúc nãy mà em gặp chị ở trong này nè, thì như chị cũng rất là bất ngờ khi em tới mà tới sớm như vậy đúng không ạ? Dạ, em cũng bất ngờ là không ngờ là cũng cái tình thương chia sẻ kết nối nhanh để ủng hộ thương vợ chồng em. Dạ, chị biết cái anh mà liên hệ đến kênh em không ta? Anh nào là người liên hệ cho kênh em không? Dạ, em cũng chưa chưa liên lạc, họ cũng chưa liên lạc, họ cũng chưa nói, chắc là cũng người thân. Em cũng nghĩ đó là người thân và cũng là giấu tên chứ họ không nói cho kênh tụi em là ai hết, chỉ là nhắn qua là nhờ kênh giúp đỡ thôi. Thì hôm nay em cũng tới gặp chị đây. May sao á là nãy Thu Uyên có gọi video call cho chị luôn, là cái chị để chị chỉ cho Thu Uyên cái đường vào đây, vì cái đường ruộng này chị Dạ nè. đúng rồi. Thì lúc đầu chị Thủy có nhắn Thu Uyên á là đường đi vào nó khó lắm em, thì xe đi cũng khó, thì mình nghĩ là chắc cũng hơi hơi thôi, nhưng mà thật sự là lúc mà vào đây á, hai anh em mà trời mưa nữa, trời sợ ngã mấy lần luôn, kêu là giờ ngã vô đây thì mình kêu là mình tới thăm người ta cũng không tin nữa cơ. Rồi đây là nhà của anh chị luôn hay đâu à? Dạ, nhà của nhỏ lớn rồi ở với cha với nội. Rồi cha nội mất rồi còn mấy anh em ở ngôi nhà này. Bây giờ anh hai có gia đình thì cũng mưu sinh rồi cũng đi ở trọ. Rồi đứa em út thì cũng có chồng ở bên chồng. Ở nhà này thì anh Danh ở một mình. Này em thấy có mấy anh chị xung quanh là chắc là anh em của anh Danh hả chị ha? Dạ, bạn bè, bạn làm chung mới lên thăm ảnh. Dạ. Ảnh bệnh không, ảnh tai nạn thì đúng không, ảnh bị từ đó đến bây giờ là bao lâu rồi ạ? Dạ là hơn 3 tháng rồi ạ. 3 tháng mấy ạ?
Chị kể em nghe sao mà cái biến cố này xảy ra với gia đình mình không? Dạ thì cũng chuyện xui cũng ập đến, cũng sắp đến ngày đám cưới rồi, 1 tháng nữa là bước qua nói chuyện đám cưới. Rồi anh đang trên đường đi làm về rồi tiện rước em luôn, rồi anh sang bên đường anh mua thuốc hút á, rồi anh sang ngược về là anh qua đường là xe sau chạy lên tới va chạm nên làm anh chấn thương sọ não, đem đi bệnh viện. Xuống xe đồi em quay mặt đi khoảng 10 bước là em nghe một tiếng va chạm, em quay lại là đã thấy anh nằm rồi. Em chạy lại rồi à, bà con rồi người đi đường á, hỗ trợ đưa anh đến bệnh viện. Rồi đến bệnh viện bác sĩ nói giờ phải lên ca mổ liền, giờ mạng sống còn có 10% mà phải lên ca mổ liền. Rồi bác là tiến hành lên ca mổ cho anh. Lúc đấy là chỉ có mình chị ở đấy thôi, mà khi mà chị làm những cái quyết định như là ký giấy đó phải không chị? Ký giấy đó là chị làm luôn hay là chị gọi về gia đình anh? Dạ không, phải gọi cho anh hai với em, nhà em út là nhà có 3 anh em á, là anh hai với cấp tốc chạy về liền luôn, và nhỏ em chạy lên ôm con nhỏ, ai không có con nhỏ ôm con nhỏ chạy lên, là quyết định ký giấy là cho anh mổ liền. Chị cho em hỏi kỹ lại ở phần này nha, là Dạ lúc mà chị gặp chị thấy anh ngã như vậy á, là chị đứng cạnh anh hay là chị đứng ở đâu nhìn thấy? dạ không, em bước vô em quay mặt đi rồi là anh bên đường anh sang, em quay mặt đi vô nhà khoảng mười mấy 20 bước rồi là để em đi sát vô lề, đặng anh đi qua đường rồi em mới lên xe em về, À, là là chị đứng quay đây lại chờ, là anh dạ đứng đằng kia chuẩn bị qua hướng chị đó. dạ Sau đó khi mà ngã như vậy đó thì cái người tài xế kia người ta có ở lại với chị không hay là người ta đi luôn? dạ em ấy cũng lăn té ra. À, xe máy hay xe Dạ tải? xe máy à, dạ xe máy tông vô rồi em ấy cũng văng té ra luôn. Rồi hai là tính ra hai người đều vội viện đó. Dạ hai người đều đưa bệnh viện. Chị vào bệnh viện này nè, là có chuyển bệnh viện hay không hay là lập tức chạy vào bệnh viện luôn là cấp cứu? Dạ lập tức chạy vào bệnh viện cấp cứu luôn. Dạ vào cấp cứu thì bác kêu là lên ca phẫu thuật liền Rồi. thì mới giữ được mạng sống cho ảnh. Sau đấy là gia đình mình xoay sở sao để chi phí đồ mổ cho anh. Dạ mổ lên ca mổ thì bác nói thì chi phí cũng hơi cao nên sắp xếp gia đình đồ đem tiền vô đóng tạm ứng, rồi điện thoại cho mấy anh em bà con cô bác gom lại đem cho đem vào để đóng tạm ứng để lên ca mổ, ký cam kết mổ cho anh. Lúc đó xoay sở có gấp có kịp không chị? Dạ gấp rồi kêu bác có 2 triệu rồi, kêu cho tạm ứng đi rồi lên ca mổ, rồi qua ngày sau rồi người nhà đem đến, rồi qua ngày trong đêm đó là đi đi kêu bà con cô bác rồi cho mượn vay mượn, rồi qua buổi sau đem đến cho anh. Là tổng cái lần mổ đầu tiên này là anh chi phí hết bao nhiêu? Dạ nằm viện 52 ngày, dạ xuất viện là tổng chi phí là 133 triệu. Là tất cả luôn đó hả chị? Tính rồi luôn. Dạ chi phí nằm viện. Rồi 52 ngày lận với cô chú anh chị. Đây là chắc là một cái ca rất là nặng luôn đây. Dạ. Rồi có 10%, 10% là mạng sống là còn giữ được nha. Những cái ngày mà trong bệnh viện á thì là chị chăm ở bên anh đúng không? Dạ. Rồi có ai phụ chị nào nữa không? Dạ em thì ở bên anh suốt chăm anh, có anh hai và nhỏ em út chạy lên chạy xuống, rồi em là ở suốt với anh, với anh hai với em út thì hỗ trợ đi mua đồ ăn đồ uống, rồi về bác sĩ yêu cầu mua thêm đồ nào để lo vật dụng thiết bị lên cho anh cần thiết á, thế còn em là ở suốt 24 với 24. Khi mà chị ở mình chị chăm sóc anh đó, cái biến cố này nó xảy ra bất ngờ như vậy mà chị chăm sóc thì chị có lúc đấy cảm xúc của chị như thế nào, chị chia sẻ nghe được không? Dạ lúc đó thì cũng cũng ráng cố gắng từng giây từng phút là vượt qua với ảnh. Lúc đó ảnh hôn mê 1 tháng ảnh mới mới mở mắt á, ảnh nhắm mắt nằm viện là 1 tháng sau ảnh mới mở mắt, mà mở hí hí không à, rồi từ từ mới mở được 2 con mắt. Là ảnh hôn mê ảnh nằm đó rồi cho ăn cho uống rồi thay tã rồi vệ sinh cho ảnh hết. Là chị làm đó. Dạ Trước đây chị có từng chăm sóc bệnh nhân hay là người thân nào giống như anh dạ không ạ, không? dạ Chưa chăm sóc bệnh nhân nào cả. Anh là người đầu tiên mà chị ở viện chị chăm sóc đúng không? Khi mà mình thấy những cái vết thương như của anh ấy, là vết não à, là mổ, có mổ não đúng dạ không? Là dây nhợ chằng chịt trong người á, chị
Chị thấy có sót không? Chị có Sót không? cảm thấy sợ những cái vết thương không? Hay là sợ khi mà mình lâu hoặc bác sĩ lâu hay gì đó? Những ngày đầu chăm sóc thì cũng sợ lắm, cũng sợ là mình làm tay chân mình làm không có được rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của ảnh, thì cũng nhờ mấy bạn điều dưỡng bác sĩ đâu á cũng chỉ thế này thế nọ làm cho dễ dàng hơn, rồi có mấy bạn điều dưỡng chỉ. Chị Thủy ơi, nãy em cũng quên nói mất cái bệnh của anh đó chị. Là lúc anh mổ xong thì bác sĩ chẩn đoán là anh bị gì ạ? Dạ, mổ xong tức là lên cấp cứu là bác sĩ đã nói là phải lên ca mổ mở sọ lấy máu tụ, rồi anh bị gãy xương vai, rồi gãy xương bốn cụm sườn, Chẩn đoán của bác sĩ cho anh là gì? Bệnh là chấn thương sọ não đúng chấn thương sọ não ạ. này, sợ khi mà chị em mình nói thì tôi cũng quên mất là nói lại cho cô chú anh chị biết là cái này là chấn thương sọ não ạ. Và anh có phải gãy não không chị? Dạ anh gãy sọ ạ, gãy nếp sọ. Dạ em nhầm, gãy sọ Dạ là là chị đi khám chị tai nạn như vậy là mình phải đi vào bệnh viện gấp rồi, là chị cứ lên bệnh viện ở trên nào ta, bệnh viện suy nhá. Xuyên Á Dạ có gần đây không chị? dạ gần ạ. Chi phí là phải chi trả là trăm mấy chục triệu đó, thì mình cũng cố gắng mình đã xoay sở xong cái thời gian đấy rồi. Và sau này thì anh cũng về đây, về nhà Dạ đây là cách đây bao lâu rồi? dạ về nhà hơn 1 tháng rồi ạ. Hơn 1 tháng. Dạ Rồi bác sĩ có hẹn chị là ngày nào quay lại bệnh viện tái khám dạ bác sĩ có hẹn 15 ngày đến tái khám không? nhưng mà do cái đường đi rất là khó khăn nên bác sĩ cũng thương, bác sĩ đến nhà khám rồi cho tao thuốc, đi mua thuốc về cho anh uống. Em thắc mắc cái tí này nha, đến nhà khám như vậy thì bác sĩ có đâu có mang được mấy cái đồ nghề như là chụp lại hay là mấy cái kilo ta, hay là chỉ khám sơ qua là mạch hay gì đó? Dạ chị khám rồi bác sĩ cho giấy giới thiệu đi lấy máu xét nghiệm, tại vì dẫn chuyện ảnh đưa ảnh đi thì rất là khó nên là kêu nhân viên y tế á, mượn nhân viên y tế vô lấy máu rồi xét nghiệm. Họ cũng vô tới đây họ thương lắm, họ chỉ lấy tiền xét nghiệm, họ không có lấy tiền công đi, cũng vô đến nhà. Đường vào đây thật Dạ sự là khó lắm cô chú anh chị ạ. Như là bây giờ kể là giống như thang, nhưng mà thật sự là đi vào được đây mà tôi nghĩ hồi nãy tôi thấy anh nằm trên cái băng ca thì em mới hỏi chị là rồi sao mà đi khám được, vì chỉ có một cái đường bé bé có nhiêu đây à, một cái bánh xe nó lách qua được mà sao mà anh chuyển từ ngoài đường chính để mà đi tới đây được, thì anh là cũng phải là xách băng ca rồi chị ha. dạ băng ca khiêng anh vô Khi mua khi ra như vậy mà bây giờ anh cái chấn thương trên người anh thì nó đã đỡ chưa? dạ những chấn thương thì đỡ rồi nhưng mà em cũng vệ sinh cho ảnh cũng nhẹ nhẹ không có dám làm mạnh ngay chỗ đó. Bác sĩ có kêu chị là dẫn anh đến bệnh viện nào khác không để được đo đạc hoặc là kiểm tra kỹ hơn không ạ? Dạ thì cũng có mong muốn ở nhà thôi, ở nhà cũng có mong muốn là đưa anh lên bệnh viện thành phố khám xem có phương pháp nào hay hơn cho anh nhanh hồi phục hay không. Dạ Nhưng mà sao mà mình vẫn chưa đi à? dạ thì cũng kinh phí là cũng chưa có đủ nên cũng tại vì phần di chuyển thì rất là xa, anh thì anh chưa có ngồi được nên phần di chuyển thì còn một vấn đề, còn khám nữa nên cũng cũng chưa có thu xếp bạn đi được. Chị Thủy, bây giờ cái khó khăn nhất của gia đình mình á thì bây giờ là gì ạ? Dạ em cũng muốn là cái kinh phí để lo tả sữa cho ảnh, rồi thuốc men, rồi phần tái khám. Tôi nghĩ chắc đây là cái nguyên nhân mà chị Thủy vẫn chưa đưa anh qua bệnh viện tái khám được. Bây giờ lo cho anh đến đến bây giờ thì cũng là cạn kinh tế rồi chị. Khi mà cũng giới thiệu về chị Thủy, vì chị Thủy nãy chị Thủy có nói với Thu Nguyên là chị Thủy làm là công nhân, và khi mà chị Thủy cùng anh và đi bệnh viện khám đến giờ thì cũng đã nghỉ việc rồi, và cái đồng lương của chị thì cũng đã bù đắp thêm cho anh để anh tái khám và khám bệnh. Ngoài cái chi phí mà lương của hai anh chị thì có phải đi vay mượn gì nữa không chị? Dạ có ạ. Vay mượn ở ngoài là lúc mà viện phí ở trong bệnh viện cũng vay mượn đang đóng tiền viện phí cho anh. Anh em mình là anh Danh là có hai người anh, thì có hỗ trợ giúp cho một phần nào kinh phí không ạ? Dạ thì từ lúc anh ngã bệnh đến giờ là bao nhiêu phần kinh phí rồi mấy anh em gom lại là cũng lo cho anh hết à, và phải đi mượn vay mượn thêm nữa đang lo cho anh.
Dạ, cô chú anh chị thì chắc cô chú anh chị cũng hiểu là gia đình anh Danh thì cũng đang ở dưới quê, và cái tai nạn này xảy ra bất chợt quá mà gia đình xoay sở một cái số tiền lớn như vậy, bao nhiêu tiền để đi làm mổ cho anh thì nó không có đủ và vẫn phải đi vay đi mượn ở ngoài để lo cho anh được mổ. Và bây giờ kinh tế cũng đã khó khăn rồi nên mới ở nhà đây. Đi làm rồi sắp tới đây thì chị có dự định gì tiếp theo không? Lo cho anh hay là đi làm gì tiếp theo không ạ? Dạ, không có đi làm được đâu, tại vì em là người lo nuôi ảnh mà. Vì nhà gì có hai đứa, ảnh ở có mình á, rồi từ lúc ngã bệnh đến giờ là em nghỉ làm, ở bên ảnh chăm ảnh. Dạ thưa cô chú anh chị, bên cạnh Thu Huyên là anh trai của anh Danh, thì nhà anh có ba người là anh trai, anh Danh và dưới anh có một người chị em gái nữa, nhưng mà chị đã đi lấy chồng xa rồi. Còn bố mẹ mình là còn không Bố mẹ mất hay là anh? Lâu chưa anh? cũng lâu rồi, ba mất tai nạn năm 2017, cũng do tai nạn luôn. Cũng tai nạn rồi nha. Rồi à, cô mất sớm luôn hả? Rồi hôm giờ thì anh chăm sóc cho anh Danh này nè, là có phải đi vay đi mượn gì không ạ? Nhà thì không có tiền, cũng toàn đi vay đi mượn không à. Thì anh em đi làm cũng cuộc sống bình thường à, cũng không có dư dả gì. Thì khi tai nạn xảy ra thì vô bệnh viện rồi phải đi vay đi mượn tiền để đóng tiền viện phí, để chăm lo trong bệnh viện đó, và cũng như về nhà tới bây giờ. Chỗ nhà mình ở đây, ở chỗ ở đây Thu Yên đang đứng là đây là nhà của cha mẹ phải không anh? Nhà của cha mẹ, của Anh ở cha bao nhiêu bà nội bạn? thì hồi đó nhà này cũng nhà nước người ta hỗ trợ, người ta cho một phần một nửa, rồi cái mình mua gạch rồi về xây dựng nên được nhà gạch vậy thôi. Anh là có ở gần đây không ạ? Ở thành phố đó, Mình thuê trọ hay là thuê thuê trọ, có vợ có con. Ngay khi em xảy ra tai nạn rồi thì ở nhà đi về đây nhiều hơn ở dưới bên vợ con nữa, để chăm sóc em phụ hai em đứa. hỏi anh thế này nha, khi mà anh nghe điện thoại là chị gọi cho anh đúng không? Chị Thủy gọi cho anh Đúng rồi, mà. Lúc cũng mà Thủy anh gọi. nghe Thủy gọi như vậy á, mà chị nói anh Danh bị tai nạn thì lúc này cảm xúc anh như thế nào? Cảm xúc thì rất là lo lắng, chuyện không may xảy đến gì nó lo lắng, cảm giác như là mình rất là đau lòng luôn á. Mình thấy nghe cái tiếng mà nặng rồi thấy là thấy đau lòng rồi, chưa biết chuyện gì xảy ra mà chỉ biết rất là lo lắng và đau lòng trong người Lúc á. đó anh đang Dạ, làm gì ạ? đang ở nhà để chăm con, cho con ngủ á, ban đêm mà. Rồi Rồi mình sắp xếp mình chạy qua luôn phải không anh ha? cái hai vợ chồng gửi con cho bà ngoại chạy về luôn trong đêm luôn, chạy về tới đây thì em gái Út ký giấy cho anh, đưa anh, ba nó vô chuẩn bị đưa vô phòng mổ rồi. Đúng, phải làm liền chứ, bác sĩ nói là không có chuyển đi đâu được hết á, đưa đi là không kịp. Còn cái người mà đã tông anh đó thì anh có liên lạc hay là yêu cầu họ bồi thường hay gì không? Anh bị tai, anh bị người ta đâm như vậy mà. Khi có mẹ của người đó, mẹ của nghe em nó đụng á, rồi mẹ đến cũng liên lạc để kiểu như là đến đến để thăm hỏi vậy đó, rồi hình thức vậy đó, thăm hỏi rồi cũng đến thăm, mà cũng cho mấy hữu yến, rồi cũng đem số tiền đến một lần 5 triệu nha, cũng đến được 3 lần. Rồi khi ra công an giải quyết rồi xong vấn đề rồi thì họ không đến nữa, từ từ bữa đó từ công an tới nay là họ không đến nhà mình nữa, không đến thăm nữa, cũng không thấy đợi điện thoại hỏi thăm gì luôn. Khi Nhưng trước khi mà đó là có hỏi thăm, là sau đó là anh ngã như này, cái bạn mà tông anh là còn trẻ không anh? thanh niên đó 25 tuổi à. Chắc là đi không có chú ý hay sao đây, thì chắc cái này mình sẽ không nói thêm nữa. Rồi hôm giờ là anh ở đây anh chăm cho anh Danh, thì chị Thủy là như em biết là như cũng chưa phải là chị, là vợ của anh Danh đâu anh ha. Đúng, vợ cũng như gọi là vợ chưa cưới thôi chứ thực sự chưa cưới, Như cũng ha, gần cưới à. gần cưới. Dạ. Nếu mà thì như em biết là không có cái tai nạn này xảy ra là 1 tháng nữa anh ha. Rồi khi mà chị chăm sóc, chị quen anh, chị Thủy quen anh Danh là lâu chưa anh? Để quen Danh thì cũng khoảng
hơn 3 năm rồi. Cảm ơn. Thì em cũng cảm ơn anh rồi, anh đã chia sẻ cho tụi em biết. Thì thôi cũng chúc anh là gia đình được ngày sức khỏe. Thì chắc là Thu Yên cũng sẽ đi vào trong một tí để anh còn có một chút việc đây. Dạ, đi làm cháo cho em đó. Thôi anh hai nán lại với em một chút nữa, thì Dạ. em với anh với lại anh Danh thì em có một cái ít chuyện thì phải thưa với anh sau, thì em Dạ sẽ vào dạ. trong với em nha. Dạ. Chị ngồi với em luôn lát vậy ha, em có cái này em trao đổi với chị tí ạ. Thì ở đây có anh Danh, mà anh Danh vẫn nghe hiểu phải không chị? Có thể Thu Nguyên thì hôm nay đến thăm hoàn cảnh của gia đình là anh Danh, chị Thủy, và đây ở đây có mặt anh hai nữa, thì Thu Nguyên cũng đến thăm và có trích một số tiền ra gửi cho anh chị. Thì đây là cái khoản tiền mà các mạnh thường quân đã gửi sẵn cho kênh GoFood tụi em rồi, là khi nào tụi em đến thăm những cái hoàn cảnh khó khăn á thì sẽ trích cái khoản tiền này ra gửi thăm đến bệnh nhân như là anh. Thì em cũng xin gửi cho anh chị một cái khoản tiền. Thì ở đây Thu Yên có 3 triệu à, các mạnh thường quân của GoFood có gửi cho anh đây ạ. Thứ nhất là có nhóm từ thiện bông cải xanh gửi cho anh Danh 500. Thứ hai là có chị Trâm ở quận 9 gửi cho anh Danh 500. Thứ ba là có nhóm các anh chị ở Gia Lai gửi cho anh 1 triệu. Và thứ tư là có cô Thảo ở Mỹ gửi cho anh là 1 triệu. Tổng số tiền là 3 triệu. Thì em cũng xin gửi cho chị ạ. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Và chị anh chị cứ dùng số tiền này để mua thuốc thang và dẫn anh đi khám chị ha. Dạ. Em cũng thay mặt gia đình thì em cũng chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã thương và chia sẻ đến hoàn cảnh gia đình em. Và em xin cảm ơn ạ. Dạ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của em Danh. Anh hai cũng xin cảm ơn ông Tô Quyên, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn, xin rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn. Dạ, Dạ. em hiểu không? Gia đình mình trước đây có các đoàn hay là cái nhóm nào qua gửi anh tiền hay là sao không chị? Dạ có mấy mạnh thường quân, mấy bạn làm thiện nguyện cũng gần quyển mình nè, rồi cũng làm bài đăng, rồi cũng mạnh thường quân nguyên góp, rồi họ qua họ trao tiền cho anh thuốc men tả sữa. Dạ. Chân anh là chị, cái chân anh là bị ngã nó quẹo hay là từ trước là nó đã bị cong như này rồi? Dạ không, tại vì cái di chứng bác sĩ nói là cái di chứng chấn thương sọ não là anh bị co cơ, nên anh gì nè, nên phải tập tập cho anh mềm cơ lại là cái di chứng rồi. Anh sau sau khi mà anh khám về là anh gầy như vậy hả chị, hay là trước đây anh là gầy rồi? Dạ trước đây em cũng gầy. Thuyên, khi mà Thuyên vào thôi anh gặp anh thật sự rất là gầy luôn, như gọi là da một xương luôn rồi đó, giống như của anh, chú Tâm mà hôm qua Thuyên có ghé thăm á, là bây giờ là da một xương thôi. Anh ăn uống là ăn uống bằng đường này đúng không chị, đường Dạ. cổ luôn à? Dạ ăn uống bằng ấm truyền ngay lỗ mũi à. Yeah. Đồ ăn mình xay ra thành nước hết, cái mình đổ vào. Anh ăn được nhiều không chị? Dạ lần ăn ít ít à. Dạ tại anh không có vận động á, nên ăn ít để cho tiêu hóa. Hàng ngày chị chăm anh là chị sẽ làm những công việc như thế nào? Xoa bóp, tập thể dục nè, rồi lau chùi, tắm rửa cho ảnh, thay tã, rồi gội đầu, thời gian rảnh thì massage đầu cho ảnh thoải mái. Rồi em nhìn các thao tác của chị rất là thuần thục luôn ấy. Hàng ngày chị làm massage như thế này là theo giờ hay là sao? Nào rảnh thì cũng cũng vậy gì nè, thời gian rảnh là dành cho ảnh hết, tao ăn lo uống nè, lau chùi xong rồi rảnh là lại xoa bóp gì nè, cho cơ ảnh giãn ra. Chị có đi Dạ. nghiên cứu hay là lên YouTube xem những cái bài massage cho anh không? Dạ có ạ, Ừ. cũng rảnh là cũng lên xem mà để làm cho ảnh. Cái phần này bác sĩ có nói là mình có thể từ từ nó thẳng ra hết lại đi đi đứng như bình thường không chị? Dạ thì cũng thời gian lâu dài, chừng nào mà cái phần mà bị tổn thương á, cái Dạ. phần não mà về về chi phối vận động nè mà hồi phục á, thì ảnh có cái ý thức được. Bây giờ chưa có hồi phục nên mình cứ tập cho ảnh giãn cơ ra. Chị Thủy nói chuyện với anh này thì anh có hiểu chị nói gì không mà? Những lúc nói thì anh mở mắt anh ngó qua ngó lại vậy đó,
Làm sao chị biết là anh có nhu cầu vậy? Ý Dạ như anh là đau hay là gì đó, chị có cách nào chị nhìn là chị biết Dạ không đâu, đau anh cũng không biết, cũng không phản ứng gì hết. không? Chỉ mở mắt ngó qua ngó lại. Từ hôm mà về nhà tới giờ anh có nói được lần nào không chị? Dạ không, dạ chưa Không. nói được. Chị Thủy và anh Danh quen được lâu chưa? Quen cũng gần 4 năm rồi ạ. Gần 4 năm thì nãy em nghe là sắp đám cưới này, thì nếu mà theo dự định ấy thì là sẽ là đám cưới, nhưng mà cái biến cố này thì gia đình chị rồi có nói gì không? Dạ không, thì ba mẹ bên em cũng thương lắm, cũng tới tôi rồi, gửi đồ ăn cũng chăm sóc hộ em nữa. Nãy cũng chưa hỏi chị Thủy cái này này là không biết chị Thủy có gần nhà anh Danh không ta? Dạ nhà em thì cũng trong huyện Đức Hòa này, sẽ về nhà em nửa tiếng nữa. Làm hai chị sắp tới này là đã đăng ký giấy kết hôn chưa ta? Dạ chưa, thì 1 tháng nữa là đã làm đám xong rồi, dự định là đăng ký luôn, nhưng mà không ngờ là như vậy, thì chưa có kịp. Thật sự Thu Quyên khi mà ngồi nói chuyện với chị Thủy này, thật sự em cảm thấy chị là một người phụ nữ rất là hiền lành đấy ạ. Em nghe giọng chị Thu Quyên, nghe giọng chị Thủy chị chia sẻ thì mình cảm thấy chị rất là hiền lành, và mình quan sát cách chị chăm cho anh, rồi cái khi mà chị massage rồi chị nói một câu làm Thu Quyên rất là ấn tượng luôn á, là thời gian của chị dành hết cho anh mà. Mà cũng thật là vậy luôn, thì chị ở bên đây với anh từ hôm đến giờ á thì chắc cũng có nhiều cái cũng bất tiện hay là vất vả cho mình, thì em cũng nghĩ là như vậy. Em nghĩ là chắc là thời nay mà để một người phụ nữ như chị mà trải qua rất là nhiều biến cố và vẫn có thể là ở bên cạnh em chăm sóc cho anh thì đây là rất là hiếm. Thu em cũng rất là cảm phục trước tình yêu của hai anh chị đó, thì chị tí nữa có thể chia sẻ cho em cái câu chuyện tình yêu của hai anh chị được không ạ? Dạ được ạ. À? Thì chắc là Thu Quyên sẽ tạm dừng clip ở đây để tí nữa thì anh chị vào ăn cơm một tí rồi Thu Quyên sẽ nghe chị Thủy chia sẻ câu chuyện tình của hai anh chị đến khán giả, và Thu Quyên cũng rất là tò mò. Thì Thu Quyên xin tạm biệt cô chú anh chị và xin được kết thúc clip sớm ở đây.